Trời, không sao đâu. Nếu như cô muốn đến đây chung vui thì chúng ta sẽ mở cửa để chào đón cô ấy thôi. Mèo chó chúng ta con nào cũng tội nghiệp hết mà. Chú tặng bác. Không sao cả. Thôi, đi thôi, chúng ta đi. Tôi tự biết đi. Cả nhà ai cũng ghét cô hết. Thật không có sĩ diện. Ba, tại sao để cô ta vào vậy? Cho cha không có giá trị để chúng ta quan tâm. Nhưng cô ta đến mục đích chính là để gây phiền phức cho vợ chồng lên đó. Nhưng nếu như chúng ta và Thun không để ý đến cô ta thì cô ta cũng sẽ không làm được gì cả. Tôi nói đúng không? Đúng. Nó giống như bụi đất. Khi nó bay lên thì người ta sẽ nhắm mắt lại. Vì thế nó sẽ không bay vào nữa. Chào chị Thun. Có chuyện gì vậy chị Thun? Chào. Nếu như cha ta không đến thì tốt rồi. Không phải là một mà là hai sao? Là sao? Dạ. Xin chào. Là bạn của Len. Anh của em. Chào Thun. Chào chị ba. Ở đây đợi một chút nhé. Lên, Bali, mau xuống đây. Được, em xuống đây. Từ từ thôi. Dạ. Diễn Thun à, dì Lên đẹp không vậy? Chào Lena. Rất đẹp. Xin chào Lên. Hôm nay em rất đẹp. Cái váy cũng rất đẹp. Tinh thần cũng rất tốt. Sao anh đến đây? Anh chỉ thấy trong lòng vui nên đến thôi. Quýt thật là hài hước. Ngậm mồm lại được không? Để lấy gì ăn đi. Ăn rồi im đi. Lên, em ăn gì chưa? Thế ăn một chút gì đi. Biết sắp ly hôn với anh mà cô ấy vẫn không sao. Vốn dĩ có chuẩn bị mà. Đi. Anh của cô không bình thường phải không? Làm thân mật với Lem gì vậy? Tại anh ta lộn xộn lên hết á. Tôi đi xem thế nào đó. Chúng ta cho phía trước chuẩn bị đi. Anh cứ đi bị làm sao thế? Nhẹ nhẹ thôi. Chỉ là trước đây không thân mật như thế. Khi nào hai người này mới có cơ hội nói chuyện vui vẻ như vậy? Này, làm gì vậy? Anh không thấy chị của Thun và ba của Thun đằng đằng sát khí sao? Làm mất mặt như vậy. Khắc phục đi. Có làm gì đâu. Họ cũng nên quen đi. Không bao lâu nữa chúng tôi sẽ kết hôn mà. Thật mắc mặt mà. Có gì đâu. Tôi thấy phải tiến hành kế hoạch B rồi. Được, nhanh đi. Quên. Thêm. Tôi mời cậu uống chút rượu.
cậu thật là lợi hại. Bombardin bị vô tù rồi. Kiệt tác, chúc mừng. Là trách nhiệm nghề nghiệp thôi. Vẫn còn đây. Đến rồi, đến rồi. Máu gan nổi lên rồi. Bình thường, từ trước tới giờ, nó không hề uống rượu, không kiềm chế như thế. Vậy được rồi, mất đi lý trí, ăn nói lung tung thì càng tốt. Đánh bài một chút nha các chị. Hôm nay, nhà Len tổ chức sinh nhật. Thủ trưởng bói, tôi cũng không có mang quà cáp gì đến, chỉ mang đến một bài hát để chúc mừng. Cảm ơn. Thôi nè, hai người họ đã công khai thế này rồi, anh cũng cho họ một con đường đi. Ai cũng không thể hiểu được, trong sự quen thuộc luôn tồn tại một vài điều khác. Ai cũng không thể hiểu được, vốn dĩ người bạn này đang muốn một vài điều, không chỉ là bạn bè mà thôi. Hôm nay đại thọ 60 rồi. Tôi cũng muốn để mấy người nữ hiểu được tâm nguyện của tôi. Tôi muốn mọi người có thể vì tôi mà cùng nhau nhảy một bài. Tên Tuyên, lại đây. Làm gì vậy? Con gái, con thật là ngoan. Con ngoan đúng không? Như thế cũng đủ rồi. Làm sao? Em không thấy cô anh nhảy hết một bài sao? Bình thường, anh không thích đúng không? Vì ba. Em cũng vì ba. Lên, anh và em sống chung với nhau trước cờ báo, không được tự do đúng không? Phải. Em muốn tự do tự tại. Nếu như không có em trong cuộc đời anh thì cũng không thiếu gì đúng không? Anh cũng không biết vợ của anh có một người bạn tốt như thế. Rick là một người tốt. Lên, nhảy với anh nha. Rick, xảy ra chuyện lớn rồi. Chỉ là một chút thử nghiệm tình yêu thôi. Thuyền không ghen mới lạ. Quýt. 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 Bơi qua đây.
Quýt. Nên là vợ của tôi, anh không có quyền. Đừng quấy rối người phụ nữ của tôi. Như thế mới giống em của tôi chứ. Anh cũng không có quyền, không có quyền đối với người khác như thế. Tôi không phải là của ai. Lên, em xác nhận đi. Em chia tay anh là vì anh ta đúng không? Chính là vì người này mà em đã nói. Em cần có thời gian để suy nghĩ. Phải. Vừa làm chưa? Thun, Thun, đợi một chút, Thun. Lên. Chính là như thế. Kết thúc tốt nhất là như thế. Lên, đợi một chút, lên. Thun, đợi nào Thun. Đừng làm phiền tôi. Tôn, Tôn. Hôm nay anh tuyệt đối sẽ không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Nên tôi làm như thế chỉ vì yêu bạn thôi. Thế thì sao? Yêu bạn anh ta mới ghen. Tôi không cần anh ta ghen. Chồng ghen bạn không cần. Vậy bạn cần gì? Ghen có tác dụng gì? Người phụ nữ đó không phải luôn ở bên cạnh anh ta. Nên tôi không thấy anh ta và ra cha có gì. Nếu như không có gì, tại sao cùng cô ta đi chung? Chỉ cần ra cha, tôi và anh ta sẽ không thể nào sống với nhau một ngày. Nên bạn có biết anh ta không quan trọng thì quan trọng cái gì hả? Tôi và anh ta chỉ có sự hiểu lầm. Tôi làm sai, tôi biết chứ. Nhưng anh ta làm sai. Nhưng từ trước đến giờ anh ta không biết đến. Mọi sự không hề biết đến. Anh ta làm tôi bị tổn thương như thế nào, bạn có biết hay không hả? Vậy bạn phải nói cho anh ta biết chứ. Nếu như anh ấy yêu tôi thì anh ấy phải biết. Anh ta cần phải để cho người đàn bà đó rời xa khỏi cuộc sống của tôi.